Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Kính thưa các bác, thì hôm nay là chúng em lại giới thiệu với các bác những cái dòng dây loa hai nõi 2x1.5 bên em vừa về khá là nhiều. Đó thì là cái sản phẩm này thì bây giờ nó đang rất là thịnh hành và nó rất là phổ thông các bác nhé. Đó, rất là phổ thông luôn. Thì là các bác có quan tâm thì để lại bình luận bên dưới. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm dây này. Đó thì đây thì em cũng đã bóc ra để em test thử. Đó, đây là nguyên quận đó của nhà máy người ta gửi cho bên em. Đó thì em về nó vẫn phải test thử. Đó, xem là cái sợi dây này nó như thế nào. Và các bác mua bên em về cũng phải test thử nhé. Đó, cứ test thử cho em, bởi vì là sản phẩm bên em thì có thế nào thì chúng em nói như vậy. Nếu như mà không đúng những cái sản phẩm chúng em giới thiệu thì chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các bác. Đó thì đây thì là nó có ghi này. Đấy, sợi dây này của Summer này, card này, speaker này, made in Germany, là Germany là của Đức các bác. Đó. Thế nhưng mà cái sợi dây này thì không phải made in Germany mà nó là made in Trung Quốc. Đó, đây là nhà máy người ta in như vậy thôi. Thì thực chất thì bên em nhập từ Trung Quốc. Đó, sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đó là một cái điều là em cũng phải là nói thẳng với các bác luôn. Và đây thì là chúng ta có là mã là 2x1.5, có nghĩa là hai sợi và mỗi một sợi nó nhân 1.5 nhé. Đây là dây 1.5 này các bác này. Đó thì một quận này của bên em là nó nhà máy người ta in là 100m trên một quận. Đây, 100m trên một quận nha các bác nhé. Đó, mỗi một quận này là 100m trên một quận. Và các bác mua bên em thì cứ đặt bên dưới, các bác khi các bác mua ấy, thì các bác cứ cho em cái số mét. Đó, số mét. Nếu như các bác mà muốn chúng em đấu luôn cho các bác những cái đầu lưu trích thì cũng các bác cũng đặt luôn bên dưới thì chúng em sẽ đấu luôn cho các bác. Và cái đầu lưu trích đấy là các bác mua là các bác phải mua giờ nhé. Ví dụ bán dây loa là em bán là bao nhiêu tiền một mét chẳng hạn. Đó thì và sau đó thì sẽ tính thêm cái đầu lưu trích cho bác. Đó chứ không phải là dây loa nó kèm theo lưu trích đâu. Đó, tránh là các bác hiểu lầm là dây loa là kèm theo lưu trích, bởi vì lưu trích nó rất là đắt, có những loại 100.000 một chiếc cơ. Đó. Thì bây giờ em xin phép là em cũng là cắt cái đầu này đi để em test thử cho các bác xem là cái dây loa này đó nó là dây gì, mạ đồng hay là đồng nguyên chất các bác nhé. Đó thì cái đầu này thì em cũng đã thử rồi, nhưng mà để mà chứng minh với các bác thì em cũng lại cắt đi để làm lại cho các bác xem. Và những cái sản phẩm dây loa này thì chúng em đều có bao test cho các bác. Ví dụ các bác mà mua bên em ấy thì các bác có được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, là các bác cũng test như chúng em, là các bác sẽ lấy nửa các bác đốt. Nếu như nó là mạ đồng thì cái lớp đồng nó sẽ bay đi, nó để lại lớp nhôm cho các bác. Còn nếu như nó là đồng nguyên chất thì nó chẳng bay được đi đâu cả. Đó, nó vẫn để lại được cái lớp đồng cho các bác thôi. Đây thì em sẽ đốt cho các bác xem này. Đã cứ thử bằng nửa một cách rất là tốt. Ví dụ như cái lớp dây mà mạ đồng ấy thì các bác có hai cách, một là các bác đốt nửa, hai là các bác cầm con dao các bác cạo. Bác cạo là tự cái lớp mạ đồng nó cũng bay đi mà, nó sẽ rụng ra. Đó, đó là hai cách để các bác có thể là kiểm tra. Thì em cũng hướng dẫn các bác kiểm tra luôn. Đấy. Thì đây. Sợ em vừa đốt xong rất khá là nóng các bác. Khá là nóng luôn. Em tách nó ra đốt đến mức mà nó dính vào nhau luôn này. Đó. Em sẽ bóc cái lớp muội nó ra này để lại xem là chúng ta có những cái gì. Đó. Kể cả dây mạ đồng các bác cạo này không cần đốt, các cạo này nó cũng ra luôn. Nếu như là những dây mạ đồng đấy. Ở đây này em đã cạo này. Đó. Để lại lớp vàng óng luôn. Các bác có thấy không ạ? Vàng óng luôn đi các bác nhé. Đó, đó là mình những cái loại dây mà bên em là có như thế nào cho em nói thế. Ví dụ như dây mạ đồng thì em cũng nói thẳng với các bác là dây mạ đồng, bởi vì cái dây mạ đồng nó sẽ rẻ hơn. Đó, còn dây đồng nguyên chất thì nó sẽ đắt hơn. Đó. Thì không có gì là chúng ta là phải giấu giếm nhau cả. Cũng không bao giờ em làm cái kiểu là dây mạ đồng nhưng mà lấy giá tiền thành dây đồng. Đó. Thì em đã test xong cho các bác này. Đó thì hiện tại bên em về khá là nhiều những cái loại dây loa này và mỗi một quận nó là 100m nha các bác nhé. Rồi các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822.
để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.